Chào mừng anh em đang quay trở lại với Hoàng Hà PC và mình là Trang Tê đây. Anh em ơi, hiện tại thì mình đang ở showroom thứ tư của Hoàng Hà PC tại 72 Lê Lợi, thành phố Vinh. Và bây giờ mình sẽ cùng vào xem là hai trường ở bên trong sẽ như thế nào nhá. Tầng 1 của showroom thứ tư của Hà PC tại thành phố Vinh. Và hiện tại thì không khí ở đây đang rất là sôi động luôn. Bên này là bàn tea break dành cho khách mời này. Nào bây giờ chúng ta cùng vào trong để xem nhé. Đây là rất là nhiều lẵng hoa chúc mừng của các hãng và các nhà phân phối đã gửi tới cho Hà PC từ rất là sớm. Mọi người, hiện tại thì mình đang ngồi cùng với cả ba vị khách mời siêu VIP của buổi tiệc khai trương ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là các vị khách này đang cảm thấy như thế nào nhé. Cho em hỏi anh trước đi. Anh cho em hỏi là anh cảm thấy cái showroom mới của Hà PC này như thế nào ạ? Mình cảm thấy khá là tráng ngợp và cái không khí hôm nay rất là đông vui và hoành tráng. Mình cảm giác là đây là một trong cái sự kiện lớn của những công ty máy tính mà mình đã từng thấy. Anh đã thấy công ty nào mà có cả một cái bàn bia ở trong này? Hiện tại thì đây là công ty đầu tiên mình thấy. Đây là công ty đầu tiên. Thôi, mọi người thấy sự siêu chiến của sếp Hoàng Minh không? Anh ơi, cho em hỏi anh thêm nhé. Là anh cảm thấy cái showroom ngày hôm nay của Hòa PC, showroom thứ tư của bọn em rồi, thì anh cảm thấy là showroom này như thế nào ạ? Anh cảm thấy là trong 5 năm Hòa PC đồng hành cùng Học viện YouTube thì thực sự là đem lại trải nghiệm cho người dùng khá là uy tín. Nên là mở showroom thứ tư là anh em ở Vinh ủng hộ khá là nhiều. Em đến đây rất chi là nhiều. Tất cả đều là đến từ Học viện YouTube là chủ yếu. Anh thấy thế nào về showroom này của Hoàng Hà PC ạ? Mình đồng hành cùng Hoàng Hà PC cũng một thời gian khá dài rồi. Thì đây là showroom thứ tư của Hoàng Hà PC. Mình đến mình cảm thấy mọi thứ khá là hoành tráng. Các trang thiết bị rất là hiện đại và các mẫu mã cũng rất là đa dạng. Mình sẽ luôn đồng hành cùng Hoàng Hà PC trong thời gian sắp tới. Thế anh có lời gì muốn gửi đến Hoàng Hà PC cũng như là sếp Hoàng Minh không ạ? Mình chúc cho Hoàng Hà PC càng ngày càng phát triển vững mạnh và sẽ thành công hơn trong quãng thời gian sắp tới. Dạ vâng, anh cảm ơn anh ạ. Và bây giờ buổi lễ khai trương của Hà PC cũng đã sắp kết thúc rồi. Và bây giờ thì mời mọi người hãy cùng đến với bữa tiệc khai trương của Hà PC nhé. Tôi xin phép chia sẻ một chút là tại sao tôi lại vào tầng Vinh để mở Hoàng Hà. Thì từ ngày khi mà Hoàng Hà PC còn đang ở trong ngõ, tức là một công ty, một cơ sở rất là nhỏ, thì đã có những anh chị em, những người khách hàng chân quý
đã từ miền Trung, từ Nghệ An ra Hà Nội để ủng hộ Hoàng Hà. Và cho tới ngày hôm nay khi mà Hoàng Hà đã có được những cơ sở khang trang hơn, hệ thống mạnh hơn, thì những người anh, người chị, người em đó vẫn tiếp tục ủng hộ. Thật sự đó là cái động lực to lớn để cho Hoàng Hà BC vào Trung Vinh, để mở cơ sở Trung Vinh, để có được cái dịch vụ phục vụ tốt nhất tới tất cả anh chị em quý khách hàng đã tin tưởng. Và lớn hơn đó là Hoàng Hà BC sẽ nối liền cái giải sản phẩm và dịch vụ Bắc Trung Nam, không để khu vực nào chúng ta bị mất đi cái dịch vụ của Hoàng Hà cả. Và hôm nay tới bữa tiệc ngày hôm nay rồi thì Hoàng Minh thay mặt cho Hoàng Hà BC chỉ biết là cảm ơn tất cả mọi người, và hôm nay mọi người hãy nhậu thật say để khích lệ động viên cho Hoàng Hà BC ngày càng phát triển hơn nữa.